Thôi em, lỡ rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Giả sử anh có cho em về quê luôn, thì những người đã từng làm ăn với anh, họ sẽ theo giết em. Vì họ cho rằng em đã biết quá nhiều, mà điều đó có liên quan tới số phận của họ. Tôi có biết gì về họ đâu, mà anh nói tôi biết quá nhiều. Nhưng họ nghĩ như vậy, và họ sẽ hành động. Ngay bây giờ đây, chính anh cũng muốn làm một người lương thiện, nhưng đâu có được. Họ sẽ giết anh như giết một con rắn. Em làm sao thế này? Huệ! Ông Ba! Ông Ba! Anh chờ tôi một chút. Chị mà tới trễ chút là anh Thành đi mất rồi. Chào cô, bản đề cô tôi đã xong, mời cô chọn. Nhiều và đẹp quá, chắc anh Thành phải chọn giùm Mỹ thôi. Được, tôi sẽ chọn cho Mỹ. Bữa rồi anh Thành không đến dự sinh nhật em, bao nhiêu người hỏi. Ủa, ai biết tôi mà hỏi? Họa sĩ nổi tiếng như anh, ai mà không biết. Nghe mày nói, tôi mắc cỡ quá. Mời anh vẽ là em đã tin anh rồi. Em chỉ hiểu phần nào qua các bản phối cảnh mà thôi. Cảm giác đầu tiên là em thấy đẹp lắm. Hôm nay em đến cũng là để gửi luôn tiền cho anh. Hôm trước tôi có nói, thi công xong tôi mới nhận tiền vẽ thiết kế. Thì giờ em gửi trước cho anh cũng tốt chứ sao. Cảm ơn mày. Dạ. Giờ em phải về có việc. Hôm bữa anh Thành không đi sinh nhật em là có lỗi lớn đó. Hôm nào anh rảnh, nhớ dẫn bạn gái đến ra mắt em nha. Chuyện đó thì tôi không dám hứa. Ok, vậy thôi em về. Chào anh. Chào. Chào. Dạ, chào chị. Theo. Nè, từ hồi nãy giờ mày định đập ở đây phải không? Dạ, tôi đến định trả anh 100.000. Nhưng thấy anh có khách nên phải chờ. Hừ, chứ không phải để nghe trộm chuyện của người ta hả? Ai mà thèm nghe trộm. Thì ông là người từ xưa tới nay tử tế quá mà. Mày cũng đừng căng thẳng với nó làm gì. Cứ nhìn thấy cái mặt nó là em soi máu à. Em nghĩ hay là anh em mình kiếm chỗ khác ở đi. Chứ ở đây tối ngày nhìn thấy cái mặt nó là anh em mình giảm thọ á. Kệ nó đi. Hàng tiểu nhân với nó chẳng làm gì được ai đâu. Alo. Tôi đây, định bỏ luôn. Nhưng vừa trinh sát được tình hình mới, thương ông anh nên gọi cho ông anh đây. Có gì nói ngay, tao nghe. Hôm nay tình cờ tôi nghe trộm được câu chuyện với con nhỏ nhà giàu đó với thằng Thành. Hóa ra con nhỏ chỉ là chủ đặt hàng. Nó vừa đến thanh toán tiền cho thằng Thành, lại còn đòi thằng Thành dẫn người tình ra mắt nó. Vậy là con nhỏ người tình của thằng Thành vẫn còn là một ẩn số. Mày phải bám theo thằng Thành để tìm ra bằng được con nhỏ đó. Thằng Thành vừa ra khỏi nhà, nhưng xin lỗi, tôi quải lắm rồi. Còn ông có trả thù trả oán gì thì tự thân mà đi theo dõi. Còn tôi xin kiếu. Bye. Mày là một đứa mau quên. Bộ mày không nhớ
Có lần nó sỉ nhục mày khi mày mang thợ chụp ảnh về chụp chụp tranh của nó hả? Nhắc lại chuyện đó, tôi ứa gan. Gan của mày là gan cóc tía. Tao biết ngay là mày sẽ không dám đụng đến cọng lông chân của nó mà. Lên đi. Rồi rồi. Cứ vậy nhá. Mày làm gì vậy? Có điều lạ là nó không hề hỏi tụi tôi là ai. Còn thằng thanh niên kia, tao cầm chắc đó là người của lão Tài, cha thằng Thành. Chỉ có lão già mafia đó mới có một thằng đàn em cao cường như vậy. Nhưng vì sao nó biết? Sơn, chuyện đó đối với tụi nó dễ như trở bàn tay. Thành, ba, con có đau lắm không? Dạ, con đỡ nhiều rồi ba. Bác sĩ nói con không có gì nguy hiểm, cho nên cứ yên tâm. Ai cho ba biết mà ba đến đây? Cả tuần qua con bị chúng nó theo dõi, ba biết. Vì sao ba biết? Ba chỉ có một mình con nên ba phải biết. Vậy là ba đã đưa người đến cứu con khi con gặp nạn. Cuộc đời có nhiều cạm bẫy, từ nay trở đi con phải cẩn thận. Người của ba nhận được tin hơi chậm, không bám sát chúng cho nên bị lạc đường, vì vậy đã không đến kịp. Dạ chào bác. À, cậu thường trực ở đây hả? Dạ. Dạ cháu ở đây luôn với anh Thành ạ. Tốt lắm, cảm ơn cháu. Dạ. Cha ráng ăn thêm một miếng cháo nghe cha. Chút nữa cha ăn. Bây giờ cha muốn hỏi con chuyện này. Sáng nay thằng Tuấn có đến đây chơi. Nó đọc báo cho cha nghe. Cha có hỏi nó về tình cảm của nó đối với con thế nào. Nó nói là nó thương con nhiều. Vì vậy mà cha muốn biết tình cảm của con đối với nó. Dạ, tối qua anh cũng chủ động đến tìm con và bày tỏ tình cảm với con. Con đã trả lời nó thế nào? Dạ,
Con... Thôi, vậy là cha đã hiểu rồi. Tao định cầm chiếc Etila của tao lấy tiền đưa bác đi bệnh viện. Thôi, cha tao không chịu đâu. Nhưng mà mày phải thuyết phục ổng chứ. Nói nhiều chỉ tội làm ông thêm nhức đầu. Vậy thì bây giờ biết làm sao đây? Tháng này tao không đi làm được, không có tiền. Mày đã phải trả giúp tao số tiền lãi ở chỗ ông Tư Sẹo. Vậy là tao đã làm khổ mày lắm rồi. Sức khỏe bác dạo này ra sao? Theo như bác sĩ nói thì cha tao bị suy nhược nặng do tác động trực tiếp của việc ông bị ngã vừa rồi, chứ các bệnh cũ thì không tái phát. Vậy là ông đang cần một chế độ bồi dưỡng cao về cả thức ăn và thuốc men. Đúng vậy, nhưng hình như chuyện tao chưa đồng ý anh Tuấn cũng góp phần làm ông buồn hơn. Mà buồn thì còn tổn hại sức khỏe hơn cả chuyện thiếu thốn thuốc men ăn uống. Vậy mày tính sao? Chứ tao thấy anh Tuấn cũng được, mày còn chê cái nỗi gì? Anh không có gì để chê cả. Nhưng mày trót yêu cái anh chàng gì đó rồi phải không? Tao biết là tao có lỗi lớn lắm với cha tao, nhưng không lẽ vì như vậy mà tao lại dối lòng mình. Tao thương mày quá Yến ơi. Thì ra mày khổ hơn tao tưởng. Đây, đảm bảo với anh á, y chang bức tranh gốc, có khi á còn đẹp hơn không chừng. Được vậy thì tốt quá. Đó, anh xem, nghề của tôi mà. Nhưng sao tôi thấy cũng chưa được giống cho lắm. Trời ơi, chép từ ảnh qua thì cỡ này là hết đát rồi. Ông còn đòi hỏi gì hơn? Bây giờ tôi đem bức tranh này với tấm ảnh chụp đi gặp bà con quanh đây hỏi coi có ai nói không giống hay không. Thôi thôi thôi, tôi đồng ý. Tiền còn lại của anh đây, đủ đó không tin kiểm lại đi.